Tôi sẽ đầu Lan xin giới thiệu đến quý anh chị Lan Viên tập nhà nhà sinh hoạt gia đình Phật tử audiobook. Nó là một cái dạng PDF file, nhưng mà trong cái PDF thì có thể play audio được, cho nên mình tạm gọi nó là audiobook ha. Tập nhạc này do gia đình Phật tử Hoa Từ và tủ sách Áo Lam hợp tác thực hiện, sưu tập bởi huynh trưởng Tịnh Hạnh và trình bày do huynh trưởng Quang Thông. Trong tập nhạc này nó có bao gồm trên 200 bài nhạc có âm thanh, rất là dễ cho chúng ta dạy cho các em. Đặc biệt trong này mình thấy có rất là nhiều cái bài nhạc nó rất là xưa, không biết bây giờ có còn ai còn nhớ biết cách hát hay không. Với cái dạng này thì rất là dễ cho chúng ta dạy cho các em. Dạ, thứ nhất là để chúng ta học, thứ nhì là để dạy cho các em. Ví dụ trong đây là cái mục lục, phần mục lục, ví dụ mình bấm vô cái bài hát nào đó, bất cứ bài hát nào trong cái phần mục lục thì nó sẽ dẫn tới cái bài hát đó, và mình bấm vào cái loa bên cạnh ngay chỗ này thì nó sẽ phát cái âm thanh ra cho mình. Lưu ý là cái bài nhạc cuốn sách này mình chỉ có thể sử dụng, nó có audio, có âm thanh, chỉ khi nào mình sử dụng cái Acrobat Reader của thằng Acrobat. Còn nếu những cái thằng khác á, thì nó sẽ không có play được audio nha. Mình bấm vào cái loa hai cái thì cái âm thanh nó sẽ phát âm thanh ra. Cái link để mà download cuốn sách này đó sẽ nằm ở dưới cái phần description, cái phần mô tả của cái video, hoặc là nếu như post trên Facebook á, thì bác thấy ra trường chúng em cái link ở bác ra trường chúng em thật vui, bác yêu thương đoàn sinh lòng hoan hỷ, nâng đỡ gia đình với nụ cười thật tươi. Trường chúng em thật hiền, bác ra trường chúng em thật vui, bác yêu thương đoàn sinh lòng hoan hỷ, nâng đỡ gia đình với nụ cười thật tươi. Cho nhau một đường sống bao tràn hòa.
tương lai thêm đầm ấm. Bạn hỡi về đây, tay nắm tay vang ca với lời ước cho nhau một cuộc sống bao chan hòa. Tôi yêu đàn em bằng tình thương cao quý. Hôm nay về đây nhìn các em hồn nhiên, đời sống vui an lành và tôi yêu màu lam với bao nhiêu thành kính trong tâm hồn. Và tôi yêu màu lam với bao nhiêu thành kính trong Shadowland. Xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi cái đoạn video ngắn này. Như đã nêu trên, nếu muốn download của tập nhạc này thì xin vui lòng xem cái description ở phần mô tả, phần description của cái video trong YouTube. Còn nếu bên Facebook thì nếu sẽ có cái link trong cái post này. Xin cảm ơn quý anh chị.